Úc Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem. Hôm nay ngày 21 tháng 5, mình có một số cái hạt châu giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là lô hạt châu mã số 1, bao gồm 2 cây, giá là 380 bao ship. Những cái hạt châu mini để bàn. Kích thước thì tầm ngón tay. Cái này có chiều cao tầm 25. Cây đang phát triển rất là tốt. Cây này cũng có chiều cao tầm hơn 20. Lô 2 cây giá trị 380, mình bao ship. Giá rất là mềm, mọi người dễ sưu tầm. Tiếp theo là lô số 2, bao gồm 2 cây, giá là 380, bao ship. Chỉ cần đã rất là già. Đa số những cây phôi này tuổi đời đã trên 1 năm tuổi. Cây này cao tầm 20. Cây này cao tầm 25. Giá 2 cây là 380, mình bao ship. Tiếp theo là lô Hạ Châu mã số 3, giá là 380, bao gồm 2 cây. Cái này cao tầm 25. Cái này cũng cao tầm 25. Lô Hạ Châu mã số 4, giá là 380, bao ship. Cái này cao tầm 30. Và một cây hai thân dáng bay. Cái này cao tầm 40. Giá trị 380, 2 cây. Cây này đang cho bông trên cây. Lô Hải Châu mã số 5, bao gồm 2 cây, 2 cây tông cao, giá là 500, mình bao ship. Chiều cao tầm 40. Và cây này cao tầm 50. Cây cũng đang trao bông trên cây. Giá 2 cây chỉ 500, mình bao ship. Và lô cuối cùng trong clip là lô Hải Châu mã số 6, giá là 500, bao ship, bao gồm 2 cây, 2 cây dạng cụm rừng. Cây này cao tầm 40. Cây ba thân dáng bay, cành nhánh rất là già. Cây này cao tầm 50. Mã số 6 cũng là mã kết thúc clip ngày hôm nay. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và đây cũng là số Zalo của mình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video.